Chào mọi người nhé, mình lại sửa một cái gói hàng của một anh Hoàng Ngọc Công Sơn. Anh ở đây mọi người này, chợ Cao Bằng, anh gửi cho mình. Mình buổi tối rồi, nên là mình sẽ nói bé và nói ít một chút. Main cạc cộng main máy tính, ok. Mình sẽ mở thử xem là cái gói này của anh ấy gửi cho mình là cạc gì với main gì nhá. Nếu mà vừa cạc cho main này, có khi là anh ấy làm một cửa hàng với mọi người ạ. Rồi, mình sẽ tháo ra ở một số cái vùng mà ít người ta vẫn phải dùng máy tính. Cơ bản cả nước mình bây giờ vùng nào máy tính cũng phát triển rồi, nhưng mà cửa hàng mua bán thì nhiều, nhưng cửa hàng sửa chữa thì cũng chưa có nhiều đâu mọi người ạ. Nên là những tỉnh nhỏ thì Cao Bằng cũng không phải, mình không nói Cao Bằng nhỏ nhé, mà những cái tỉnh mà không phải thành phố lớn ấy thì lượng thợ sửa chữa ít, bởi vì là nếu mà số lượng hàng hóa mà ít quá cộng thêm chi phí sửa chữa nó lại cao thì người ta vẫn cân nhắc mua đồ cũ hoặc là thay thế mọi người ạ. Nên là những cửa hàng mới có hàng để sửa chữa, còn lại không thì đa số mình thấy nhiều cửa hàng lắm, nhiều cửa hàng người ta vẫn còn bán xác thôi, bán xác vụn, bỏ phí rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng sửa cho ạ. Đây là con gì nhỉ? Trẻ hết đâu cắn vợ luôn. Đây là mình đã tháo nhá, một chiếc men trâu. Bên này là men trâu ấy mọi người ạ. DB85 này. Nó là gọi là B85 của hãng Biostar. Không biết là nó bị gì, khách gửi cho mình. Chiếc này cạc trâu luôn mọi người ạ. Dạo ơi, mình nhận được nhiều cạc trâu kinh khủng. Có lẽ mọi người luyến tiếc nó vì hiệu năng nó vẫn tốt mà giá thành nó rẻ, nên là mọi người vẫn gửi cho mình sửa nhớ mọi người. Đây, con này 8GB, có khách gửi cho mình, bạn này Ken Phạm 8GB, mình mới gửi sửa con 4GB của bạn thôi, con 2GB mình chưa sửa được. Cái lô của bạn Nghĩa thì con 750 Ti thì chết quá lặng, mình không sửa nữa. 1030 thì đã lên, đang treo test, mình không đăng video này, không biết nên sửa con nào đây. Mình chỉ cắm đim nguồn con cạc này xem mất nguồn như nào mọi người nhé. Mất nguồn thì mình sẽ làm video con này luôn, mà nếu mà lỗi khác thì mình sẽ để nó vào video sau. Mình gắn rai này, gắn con này cấp 6 pin vẫn chạy bình thường nhé mọi người nhé, cấp 6 pin chạy ok. Rồi, để xa một chút, không quạt lại chém vào chân, mình bị quạt chém vào chân nhiều lắm đấy. Mất nguồn nha mọi người này, ăn dòng 0.18 cái này là khả năng lại chết IC 1.09 rồi. Mình sẽ tháo vào nhá. Đúng 0.9 lỗi cho mọi người này. 0.9 đo là 0.72. Như vậy là đang lỗi mọi người nhá. Mình sẽ sửa chữa nó trước, nguồn 0.9 trước ạ, sau này tính tiếp. Lọ mọ thay con IC mọi người ạ. Ngại cái IC lô IC của mình IC lởm, chết cả đống đây. Lại phải đặt mua IC khác thôi mọi người ạ. Xem thử chỗ khác xem có tốt hơn không, chứ lô này chết nhiều quá. Đây, chỗ này cũng đứt một đoạn mạch, mình câu lại. Đấy. Vậy thôi, con này mình sửa cũng giống cái con video mình mới đăng ngày hôm thứ bảy nhé mọi người nhé. Video này chắc là sẽ sang hôm chủ nhật. Bây giờ đang là đêm thứ bảy rồi, 12:20. Đang ngồi tâm sự với vợ mình. Tâm sự buổi tối mọi người ạ. Vợ mình có cái đang phải điều trị một cái bệnh ở chân tay, nên là buổi tối tranh thủ, trưa chiều thì ngủ nhiều rồi, buổi tối thì tranh thủ mở hàng làm cho mọi người. Rồi thì tâm sự với vợ luôn. Mình cấp điện này, nó đang ăn 0.79 nhá, 0.79 xong thấp đấy nhỉ. Ây.
0789 là ok này mọi người này. 0796 là ok nhá. Nguồn RAM này 1.56 này. Lệnh mở 1.2 này. Vcore 0.79 như vậy là ok, mình sẽ cho ăn 0.82 của mọi người. Thôi kệ lắm. Mình sẽ gắn tản nhiệt cho lên hình như mọi người nhá. Khách tra keo đồng mọi người ạ. Tra keo đồng thì nó tản nhiệt tốt đấy. Và khách như này cũng biết tra nhá mọi người nhá. Tra keo đồng là không được để nó trào ra ngoài mọi người ạ. Rồi, mình có keo gốm, mình sẽ tra keo gốm cho khách. Tra keo đồng này nó tản nhiệt sẽ tốt hơn là keo gốm nhá mọi người nhá. Cái bột đồng nó dẫn nhiệt tốt hơn đấy. Nhưng mà nó lại dẫn điện. Nên là khi mà trào ra thì nó sẽ nguy hiểm, gây chập cháy. Mình sẽ lau hết đi. Mình sẽ tra lại keo gốm của mình cho khách. Ok. Cái đoạn này khó ghê ta. Mình phải lau, mình vệ sinh kỹ đã. Dùng bàn chải mình vệ sinh đi. Không để những con tụ này nó chạm là không ổn đâu mọi người ạ. Rồi, trả hết đi. Những con tụ này không được để chạm. Đó, mình dùng bàn chải mình đánh là sạch. Trên này cũng vậy. Mọi người không lên tra keo đồng nhé. Hoặc là tra thì phải tra rất ít thôi. Mọi người không có keo tra thì hãy tra keo đồng. Keo đồng tra cho CPU thì được mọi người ạ. Cái mặt CPU ấy, xung quanh nó sẽ không có những con tụ này. Cái mặt CPU thì nó như này mà. Đấy, mọi người tra keo cho CPU. Mọi người tra ở trên này rất là ok. Nhưng mà tra cho cạc thì mọi người không nên tra keo đồng nhé mọi người nhé. Tra keo này mọi người nhé. Mọi người có tra dàn rụa ra thì cũng chả sao đâu. Nhưng mà tra keo đồng là dàn ra là sẽ hỏng đấy. Khách có bách blade. Quên đấy, mình sẽ phải cắm lên hình trước rồi gắn các thứ sau mọi người ạ. Mình kích nguồn nhá. Quạt quay ok này. Dừng cốt B6 B299 B2. Như này là nhận rồi đấy. Trả lên gì mọi người ạ? Trả lên gì? Thử xem cạc on có lên không mọi người nhé. Nếu ra B2 thì nó phải lên rồi chứ nhỉ. Mình ghi xét lại nhé. Ghi xét lại này. B299 B2 lần 2 2E00. Có gì đó không ổn mọi người ạ. Con main này của mình hình như bắt đầu nó có vấn đề rồi. Nhưng mà hôm nay mình test con 1050 Ti vẫn lên mà. 5V vẫn có. Thôi, mình sẽ cắm vào main của mình đi, xem có ok không. Mình đang gắn vào main của mình nhá. Xem thử nó nhận cạc chưa nhá. Mèo xuất cạc on đấy, chưa xuất cạc rời đâu. Đây, nhận rồi này mọi người này. Scan này. Ok. Như vậy đã nhận. Mình con này cũng có cổng HDMI đây. Con này có một cổng HDMI thôi mọi người ạ. Cắm thử xem nhận HDMI không nhá. Không nhận rồi. Người này không nhận HDMI rồi. Cắm DVI xem nhận không. DVI này. Cũng không nhận DVI luôn. Ô. Như vậy cạc nhận rồi mọi người ạ, nhưng lại không xuất ra hình ảnh. Mình cắm lại HDMI lên trên bên này. Nhận ok mà. Mình thử xem BIOS có vấn đề gì không nhá. Mình mở test này. Device working properly bình thường mà. RX570 VRAM Elfida là đúng nhá. Mình vừa xem đúng Elfida đấy. Power color chuẩn này. Chuẩn hết mọi người ạ. Không sai gì đâu. Thế sao loại không xuất hình nhỉ. Mất nguồn thì đã sửa nguồn rồi. Đã lên nguồn rồi.
cắm lại xem nào. Không nhận, không xuất hình nha mọi người nhé. Nó không xuất hình mọi người ạ. Mình cắm lại nhé, cắm lại lần nữa này. Không xuất hình mọi người nhé. Rồi, để mình thử kiểm tra. Thường cổng DVI ít khi lỗi lắm mọi người ạ. Mình cắm HDMI không gì, không gì cả mọi người ạ. Rồi, từ từ đã. Đầu tiên thì sẽ cho một ít RV7 và cổng HDMI. RV7 không dẫn điện nha mọi người nhé, nên là mọi người có thể xịt trực tiếp được, không sao cả. Mình đã xịt khá nhiều rồi. Rồi, không nhận HDMI, không nhận DVI. Sẽ kiểm tra các đường tín hiệu của DVI mọi người ạ. Khó đấy. Xem mà. Hay là mình có lên thử reset lại máy không nhỉ? Mình reset lại nhá. Reset lại xem mà cổng DVI có nhận không nhá. Cắm DVI vào trước này. Khi mà mọi người xịt RV7 nhá, mọi người xịt xong mọi người đừng cắm ngay vào, mọi người cứ kệ để một lúc. Để một lúc thì cái cổng RV7 nó sẽ những cái oxy hóa dần dần nó sẽ bị mòn đi, sau ấy thì mình cắm vào thì sẽ ok hơn mọi người nhé. Xuất hình ok. Nhưng mà vẫn là tăng suất cả on bởi vì mình đang cắm HDMI ở trên bên mà. Bây giờ mình sẽ rút HDMI ra nhá. Xem DVI nó có nhận không. Đấy, DVI nhận ok luôn mọi người ạ. Đấy, chỉ cần reset lại máy là ok. Mình cắm lại HDMI nhá. Xem HDMI đã ok chưa nhá. HDMI này. HDMI nhận ok luôn nhá mọi người nhá. Mình sẽ test trực tiếp bằng cổng HDMI luôn. À, như vậy mình chỉ cần reset lại máy thôi. Chắc là vừa rồi cái cổng xuất hình ấy nó chưa ok lắm, mình reset lại máy nó đã ok rồi. Không lỗi đâu mọi người ạ. Vừa nãy mình test con 1050 Ti được 3000 mấy là mấy thì lại. Hình như con giới thì mình nhớ nó được cũng chỉ được 4000 mấy thôi. Thử xem sao. Vừa có một bạn khách mọi người ạ, tí nữa mình cho mọi người xem tin nhắn của bạn khách ấy. Bạn ấy nhắn cho mình là em nhận được cạc rồi, để em test PUBG 2 tiếng xem ok không. Bạn ấy nhắn cho mình từ lúc 13:33. Thế mình ấn thả tim một cái. Lúc chiều nay mình ngủ sớm, à mình ngủ dậy muộn, mình mãi đến tận 3:30 4 giờ chiều mình mới dậy mọi người ạ. Thế mình đọc tin nhắn thì mình ấn thả tim cho phát, không thấy bạn nhắn lại. Mãi đến tối, mãi tận vừa rồi tối như 9 giờ 8 giờ 9 giờ gì đấy, bạn nhắn lại cho mình. Bạn ấy bảo là bạn ấy tặng cho mình con mèo với một cái like to đùng mọi người ạ. Thì mình sẽ mở tin nhắn của bạn cho mọi người xem. Cạc đang hoạt động ok mọi người nhé. Và nhiệt độ đang là 69 độ, 70 độ. Lên 72 độ rồi mọi người ạ. Mình thì đã tra keo rồi, nhưng mình chưa gắn cái backplate. Hàng khách có cái backplate cho mọi người này. Không nên quên cái này, để khách về chơi cho đẹp mọi người ạ. Hôm nay thì mỗi chiếc cạc thì mình đều test mỗi chiếc VGA mình đều test game 1 ván đến 2 ván cho nó an tâm mọi người ạ. Con nào cũng ok cả. Nhiệt độ cao rồi mọi người ạ, trên 75 độ này, giới luôn là thế, rất là nóng.
giới rất nóng nên là với cái phần tản nhiệt của nó rất quan trọng mọi người nhé. Đối với 570 thì mọi người cứ thấy nó tầm khoảng độ dưới 79 độ, khoảng 77 độ đổ lại là ok nhất. Con này đang 76 độ rồi mọi người, con này chắc phải lên đến 78, 79 độ, 77 độ rồi đấy. Nhưng được cái là mình thấy nó ổn định, nó chạy cũng ok mọi người ạ. Phân cảnh thứ 15 rồi. Trưa mình ngủ nhiều nên là giờ vẫn chưa buồn ngủ mọi người ạ. Tranh thủ sửa nhiều, mọi người gửi cho mình nhiều hàng lắm nên là mình sẽ cố gắng sửa xong thật là sớm, mình sẽ gửi lại cho mọi người để mọi người có đồ dùng. Con nào không sửa được thì mình cũng báo luôn. Có mấy con mình chưa sửa được cho khách đâu, định cố mọi người ạ. À, con này nó khỏe hơn 1050 Ti nhiều mọi người ạ. Nó được 5.000 mốt cơ, mình nhớ mình cứ tưởng có thể 4.000 mấy, mình nhớ nhầm mọi người ạ. Như vậy là nó chạy khá ok, nhiệt độ khá mát, và vừa mình không nhớ thì vừa đã là 70 mấy độ ấy mọi người ạ. Không lưu tách ở đây rồi. À, mình cho mọi người xem tin nhắn lâu lâu ạ, khách sẽ có một cái feedback về hàng mình sửa chữa. Đây bạn này, bạn Khôi, em vừa nhận được để em test PUBG tầm 2 tiếng đấy. Sau ấy là 9 giờ hôm qua mọi người nhé, bởi vì đã sang ngày mới rồi, 12:37 rồi, đã sang ngày mới rồi. Đây hôm qua tức là 9 giờ chiều ấy mọi người, à 9 giờ tối, bạn ấy dùng con E3-1270V3, nó là chip gì nhỉ, cái này bên gì không biết, không biết có phải đời 1151 không, hình như 1151 hay sao ấy mọi người ạ. Như kiểu bên X99 hay sao ấy, mình không rõ. Đây, GU0 của bạn đây. Bạn ấy gửi mình sửa con gì nhỉ? Con 1060 hay sao ấy. Đây 1060 đúng không nhỉ? Đúng rồi. 1060 mọi người ạ. 1060 3G. Cái con lồng sóc mà mình làm video cho mọi người xem ấy. Rồi, muộn rồi. Mình cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Chúc mọi người một ngày vui. Nếu thứ hai, ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cần sửa chữa hay liên hệ mình qua phần mô tả video, mình chỉ để địa chỉ số điện thoại của mình ở đấy. Và nếu như mình sửa ok cho mọi người, hãy gửi cho mình một cái nút like cho to như này nhé. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày vui.